sẽ đi quá tốc độ giới hạn. Đây em thấy không, chỉ cần đi quá tốc độ một tí thôi là cái phần mềm cảnh báo tốc độ IK Z-Speed thông báo ngay cho em. Thế này thì quá tiện luôn. Báo luôn này anh này, chuẩn thật đấy. Chào em, Auto 365 Đông Anh có thể hỗ trợ gì cho em ạ? Anh ơi, em đang tìm một cái loại màn hình mà nó có những cái tính năng như kiểu là cảnh báo tốc độ hoặc là cái cảnh báo absolute ấy, thì anh xem có cái loại nào nó ổn ổn anh giới thiệu cho em ấy. À vâng, với cái nhu cầu đó của em ấy thì anh xin mời em qua đây, anh sẽ tư vấn cho em chi tiết về sản phẩm luôn. Anh giới thiệu với em đây là bộ sản phẩm màn hình Android nhà IK, thì có rất nhiều phân khúc giá như là màn hình UE này hay là màn hình SFP. Và với nhu cầu của em ấy thì anh nghĩ là cái màn hình Eleview S5 này nó sẽ là cái sản phẩm phù hợp nhất với cái nhu cầu của em. Nó sẽ có cảnh báo tốc độ, cảnh báo absolute và dẫn đường bằng Google Maps. Và đặc biệt là cái cảnh báo tốc độ sẽ là dùng chung với Google Maps luôn, cực kỳ tiện lợi cho em, nhất là lái mới và nữ như em. Được đấy anh ạ, nó phù hợp với em đang là nữ lái thì em đang cần tìm cái mà có cái cam 360 nó cũng thuận tiện hơn, mức lái hơn. Được đấy anh ạ, anh lắp giúp em luôn đi. Vâng, đây là màn hình Eleview S5 của em đã lắp xong rồi. Thì anh sẽ giới thiệu qua cho em về tính năng sản phẩm nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái bản đồ dẫn đường Google Maps này. Và ở đây, ngay phía trên Google Maps em nhìn thấy gì không? Đây là cảnh báo tốc độ Z-Speed. Cái cảnh báo tốc độ này sẽ thay đổi tốc độ tại thời điểm khu vực và sẽ cảnh báo cho anh bằng cả hình ảnh và âm thanh khi em đi quá tốc độ, rất là tiện luôn. Phía dưới thì em có cái nghe nhạc không quảng cáo IK Entertainment, có các cái tab chia rất là rõ ràng luôn. Ôi, cái widget này tiện thật đấy anh ạ. Và đây chính là tính năng em rất là quan tâm, đó chính là cái widget cảm biến slope. Thì ở đây IK đã tích hợp luôn cái lốp 5, lốp dự phòng luôn. Và em tự tin luôn trong quá trình di chuyển, cái lốp dự phòng và xịt phát là em có thể bơm nó lên để đi. Ngoài ra nếu mà không muốn dùng cảm biến slope thì em có thể chuyển sang thời tiết hay là các cái ứng dụng khác chẳng hạn. Đấy, sẽ rất là tiện. Được đấy anh ạ, em thích cái tính năng này đấy. Và tất nhiên rồi, em sẽ không phải dùng bất cứ thao tác gì bằng tay. Đơn giản là việc em lên xe là chỉ được lái thôi, còn tất cả em có thể điều khiển bằng một nút bấm điều khiển giọng nói trên vô lăng. Nghe nhạc mỹ tâm. Chỉ việc bấm thôi à anh? Hay quá nhờ. Và đây là cái tính năng lúc em quan tâm đó, đó chính là cam 360. Thì đây, anh sẽ giới thiệu qua cho em cái cách sử dụng cam 360 đơn giản thôi. Em xin nhà bên nào thì cái góc cam bên đấy nó sẽ hiển thị. Đó, em thấy không? Nó sẽ hiển thị rất là rõ ràng các cái góc. Xin nhà bên nào là nó hiện không? Nó sẽ hiện bên đấy. Ngoài ra thì nếu em không cần xin nhà thì em có thể bấm vào cái ở đây để thao tác các cái góc hiển. Với việc có cam 360 độ này thì em sẽ nhìn rõ được cái góc khuất ở bên bánh này. Thì khi em đi các chợ cóc hay là đi táp lề thì nó sẽ đỡ cho cái việc em bị chém lốp. Cực kỳ thuận tiện cho những người tay lái mà chưa cứng lắm, và tiện. Nét như thế này thì bạn đi đường không phải lo anh nhỉ? Vâng, nếu em đã hài lòng về sản phẩm thì bây giờ anh sẽ kích hoạt bảo hành cho em nhé. Thì màn hình IK Eleview S5 bên anh là bảo hành 3 năm. Thì nếu có bất cứ vấn đề gì về sản phẩm, em có thể mang sản phẩm qua bên anh để hỗ trợ về chi tiết về xử lý cho em. Thì ngoài ra là mua Eleview S5 trong thời gian này thì em sẽ có các vòng quay may mắn ở trên app IK, thì có cơ hội trúng vàng xe máy và ô tô VinFast, nói chung là rất nhiều sản phẩm hay luôn. Uầy, nhiều phần thưởng hấp dẫn nhỉ anh nhỉ? Em mong là em sẽ là người may mắn trúng thưởng cái lần này. Dịch vụ bên mình tốt thật anh ạ, thì chắc chắn lần sau em sẽ quay lại. Có gì anh hỗ trợ em, giúp đỡ em nhé. Vâng. Rất vui lòng được phục vụ em, cảm ơn em đã tin tưởng sản phẩm bên anh nhé. Dạ vâng. Chào em.